Bạn có nên tin vào duyên nợ hay không? Đây là một cái câu hỏi mà Phúc được nhận rất là nhiều. Và trên đời này không có bất cứ cái thứ gì mà nó đứng riêng lẻ một mình. Một bông hoa không thể nào tự nó mà hình thành. Nó được kết hợp bởi rất là nhiều yếu tố như là đất, nước, người làm vườn và sự chăm sóc. Con người chúng ta cũng như vậy, cũng do rất là nhiều yếu tố kết hợp lại như cha, mẹ, thức ăn, nước uống, môi trường và xã hội. Hạnh phúc và khổ đau cũng như thế, cũng do rất là nhiều yếu tố tạo thành, mà chúng ta đang gọi những yếu tố đó nôm na là duyên nợ. Những gì mà đem lại hạnh phúc cho mình thì chúng ta gọi đó là duyên, còn những gì không đem lại sự hạnh phúc cho mình thì mình gọi đó là nợ. Cùng là một người nhưng mà khi thương thì chúng ta cho rằng đó là duyên, cũng người đó, nhưng khi mà chúng ta không biết trân quý, nuôi dưỡng để cái tình thương đó phát triển dẫn đến cái sự khổ đau không hạnh phúc thì chúng ta cho rằng đó là nợ. Vậy thì nó có vô lý và mâu thuẫn quá phải không ạ? Mình đâu có cưới cái người mà mình ghét, mình cưới cái người mình thương cơ mà, chỉ do là mình không biết nuôi dưỡng mà thôi. Vậy thì hãy nhìn sâu vào niềm hạnh phúc và sự khổ đau của mình. Bạn sẽ nhìn thấy được cái nguyên nhân sâu xa và gốc rễ của nó. Và khi nhìn thấy được nguyên nhân sâu xa và gốc rễ của nó rồi, thì bạn sẽ tự biết cách làm mới mình để nuôi lấy cái hạnh phúc của mình, và không còn đổ lỗi cho duyên nợ nữa. Đau hay là hạnh phúc thì đều có thể chuyển đổi được, nhưng cái tính khí bên trong của chúng ta, nếu như không thay đổi thì dù cho chúng ta có cưới bao nhiêu người đi nữa thì cũng như vậy thôi. Nếu bạn không biết bơi thì bạn tới cái biển nào cũng như vậy. Luôn trân trọng và biết ơn tất cả những gì mình đang có ở hiện tại. Hãy chuyển hóa cái tính khí ở bên trong của mình. Chúc cho bạn sống một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.